quay trận đánh cuối cùng là trận đánh quan trọng nhất của bộ phim. Mà ngay khoảng chừng một tuần trước khi trận đánh đó xảy ra thì Vân bị chấn thương. Hơn 100 người trong đoàn phim họ thấy như thế nào? Nếu mà mình bỏ cuộc á, mình phải hy sinh bản thân cho một cái gì đó nó lớn lao hơn. Nền tảng thì có thể nói là niềm đam mê, nhưng mà về cái suy nghĩ chín chắn hơn thì nó là một cái trách nhiệm tao để cho giới trẻ Việt Nam có thể yêu thích phim Việt Nam hơn. Đó là cái trách nhiệm của tất cả những nhà làm phim hiện tại. Đối với lại những cái tập thi hôm nay thì em là một trong những thí sinh nhất. Chào tất cả mọi người, mình là Đồng Ánh Quỳnh và hiện tại công việc của mình đang là người mẫu. Thì thực sự Quỳnh là một người khá là mới và Quỳnh chưa từng qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào cả. Đối với Quỳnh thì em cảm thấy tiếc quá. Em có tất cả mọi thứ trừ thứ duy nhất chính xác. Dự án Thanh Sói là một dự án mà gần như khác hoàn toàn với tất cả những dự án trước mà Quỳnh đã từng tham gia. Lần đầu tiên mà Quỳnh được trải nghiệm nhiều hơn với diễn xuất, với camera, với tư cách là một diễn viên. Đã nói đến đam mê không bỏ cuộc, và trên hết nếu như mà đi đến casting cho đã nữ số 1 Việt Nam thì càng không được bỏ cuộc. Khi mới vô thì các bạn biết là bạn ấy chưa hề biết một chút gì về võ thuật. It's a rare luxury to have a whole year of training. Đây cũng là lần đầu tiên mà Quỳnh được gắng sức, được tập luyện những pha hành động. Trong vòng một năm trời, trong một tuần là ít nhất phải lên 6 buổi để mà tập với lại đội Captain Timid. Mình đá có ổn hay không này, mình đánh cái cú đó nó có trông nhìn được hay không, nó có đẹp hay không thì từng ly từng tí một sư phụ đều nhắc nhở và chỉ bảo mình. Kiểu đá nghi ngực mà đá nghi gỗ. Đi sao vậy? Thôi lấy tiền mọi người đi. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị vào quay những phân đoạn hành động đầu tiên của bộ phim Thanh Sói và cuối cùng thì ngày này nó cũng đến. Tại vì là mình đã cố gắng và mình đã nỗ lực rất là nhiều trong suốt một năm qua để mà có thể thực hiện được tất cả những cảnh hành động ở trong phim. Hôm nay là ngày đầu tiên hành động thì nói chung là mình cũng không có quá lo lắng, bởi vì Quỳnh đã có một thời gian tập khá dài, là hơn một năm rồi. Đầu tiên thì cũng đã có một khoảng thời gian gần như 6 tháng cho những cảnh hành động. Nhưng mà nếu như các bạn đánh với lại Cascader thì mình sẽ không có lo lắng cho lắm. Nhưng mà kỳ này là cái cảnh đầu tiên là hai bạn lại đánh với nhau. Chỉ mong là cầu nguyện là mà cả hai được an toàn. The demand for the females is so high. The actresses in the movie is that they have to be fighting at such a level. Cả team và Quỳnh đều rất là lo lắng, bởi vì hai chị em chưa có kinh nghiệm gì cái chuyện mà quay cảnh hành động. Rất là lo lắng cho cái việc là hai bạn diễn viên của mình sẽ gặp trục trặc cái gì đó. Có rất là nhiều khó khăn khi mà mình bắt đầu mang những cái gì mà mình đã học ra thực hành, tại vì là khi mà thực hành ấy thì thứ nhất là cái không gian thì nó rất là nhỏ, cái không gian hành động nó rất là nhỏ. Cái thứ hai nữa là mình còn phải tải cả nhân vật, cả
cảm xúc của nhân vật đó trong từng scene. Vì thế cho nên là sẽ hơi khó khăn trong việc là đánh đấm này, xong rồi là kiềm chế cái lực đánh của mình ở trong cái scene này. Nhưng mà mong là sẽ không làm đau bạn diễn của mình. Thì mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. They needed to work and practice a lot before to get in the shooting. Especially about Queen. If we were starting with them from zero, it would have been more difficult than what we had. It was very interesting when I met her. There was nothing immediately there. It was not that charisma that you sometimes get from somebody who's a movie star. Em có muốn cái này hay không? Đó, em muốn. Em muốn bao nhiêu? 100%. Vậy thì em sẽ thay đổi. Em sẽ cố gắng rất nhiều hơn nữa. Em sẽ luyện tập rất nhiều. Em sẽ không bỏ cuộc. Trong lúc quay thì cũng có rất là nhiều những khó khăn xảy ra. Mấy cái lúc đấy thì mình đều quấn nẹp hoặc là băng cái vết thương lại và tiếp tục làm tiếp. Mình nghĩ là mình thì ít khi nào biết sợ một cái gì đó. Lúc đó thì mình chỉ có đúng một cái nỗi sợ duy nhất. Đó là mình sợ sau này khi mà mình nhìn lại thì tự dưng mình lại hối hận là bởi vì thời điểm đó mình đã bỏ cuộc. Quỳnh nghĩ là cái ý chí đối với Quỳnh là thứ có thể giúp Quỳnh vượt qua được những cái khó khăn, đau đớn của chấn thương. But when the cameras are turned on, suddenly she was illuminated. And again, I don't think I've ever seen somebody come to life quite like this on camera. Đồng Vĩnh Quỳnh sẽ không để cho các bạn thất vọng về những cái pha hành động. You can totally see the process of what the character's feeling, what the character's thinking, without any dialogue. Mình cảm thấy là sau khi tuyển hơn 300 diễn viên, đi đến 10 diễn viên đưa vào đào tạo và rốt cuộc chọn được Đồng Ánh Quỳnh cũng giống như là một đại diện cho đả nữ tiếp theo của mình. Đến giờ phút này một tuần lễ đã trôi qua và Đồng Ánh Quỳnh đã làm rất là tốt. Trên hết là mình thấy việc trong cái nhạy cảm của Quỳnh về cảm xúc thì Quỳnh lại có cái lì đòn trong cái cá tính. Đó là những cái tố chất mà mình cần có của một đả nữ. Bên trong thì cảm xúc rất là dào dạt, bên ngoài thì rất là cứng cỏi. Đây là một cái chặng đường mà Quỳnh nghĩ rằng là Quỳnh sẽ đi khá là dài và đi xuyên suốt, cho nên là chắc chắn là một cái cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Quỳnh.